Phượng quý nhân khách sáo quá, lúc nào cũng mang đồ đến đây. Thực ra ngoài trừ hũ trà, những vật còn lại đều không phải là chủ nhân sai nô tỳ mang đến. Vậy sao? Nhưng như vậy cũng không có gì lạ. Bây giờ chủ nhân đang mang long thai, còn những người khác thì biết quý nhân thường xuyên có qua lại với chủ nhân, có ý dựa dẫm để lấy lòng, họ muốn định bỡ chủ nhân thì phải đến lấy lòng quý nhân trước chứ. À phải, gần đây sức khỏe của chủ nhân cô thế nào? Mà ăn uống không ngon, suốt ngày ít nói chuyện vậy thôi. Phiền cô nói lại với Thuần quý nhân là lát nữa tôi sẽ đến cung thừa càng để thăm hỏi cổ. Dạ Bạch Lan hiểu, giờ Bạch Lan xin phép cáo lui. Ừ. Nét chữ của Từ Công Công. Nhị Thuần bất hiếu, Nhị Thuần phụ lòng nuôi dạy bao năm của nghĩa phụ, hôm nay cho dù đang mang long thai cũng không thể chia sẻ với nghĩa phụ được. Đến ngày nghĩa phụ bách niên cũng không thể kề cận bên giường hổ danh làm con. Sinh nhật một lại của Nhị Thuần, nếu muội thật sự quỳ lại thì đúng là uổng phí công nuôi dạy bao nhiêu năm qua của nghĩa phụ muội. Tại sao tỷ tỷ cũng là người của nghĩa phụ vậy? Chưa bao giờ Liễu đại nương đề cập với muội. Phu quân của bà là Từ Công Công, trong cung có nhiều tay mắt. Nhĩ Thuần, khó khăn lắm muội mới đạt được địa vị như hôm nay. Nếu bây giờ muội đích thân mạo hiểm, có đáng không? Xin vậy Công Công, không thể thấy Nhĩ Thuần giúp Công Công thành đại nghiệp. Cũng tại Nhĩ Thuần bất tài vô dụng, bây giờ Nhĩ Thuần còn làm quý nhân đi làm gì chứ? Từ lâu Nhĩ Thuần đã phụ tâm huyết cả đời của Công Công rồi. Cái gọi là sự khổ tâm của ông, thực ra tất cả cũng là vì bản thân ông. Hai chị em cô ra ngoài bôn ba vì ông, không lẽ còn phải chết vì ông mới hợp với thiên lý sao? Từ Công Công là do bà giết. Có thể kiếp trước tôi gây nghiệp, kiếp này bạc mệnh, bắt tôi phải lấy một thái giám đến già. Lúc trước tôi cũng đã giác ngộ rồi, nhưng mà tôi không thể khoanh tay đứng nhìn hai chị em cô không được nhìn nhận, sống chết cách biệt. Quả thật tôi không làm được. Thế gian này ngoại trừ hai chữ sự nghiệp, vẫn còn rất nhiều chuyện đáng để muội phải lưu luyến, đáng để muội dũng cảm tiếp tục sống. Từ nhỏ Nhĩ Thuần đã mồ côi cha mẹ, luôn cái tỷ tỷ duy nhất cũng bị thất lạc, không có âm tính. Nên Công Công là người thân duy nhất của muội. Bây giờ người chết rồi, trên đời này còn gì đáng để muội lưu luyến, còn gì phải kiêng kỵ chứ? Còn một người yêu nhất, thân nhất của muội. Nếu đã được bước vào cửa cung thì chỉ có thể chấp nhận. Tại sao không vui vẻ sung sướng là một chủ nhân tiền giáp đầy lưng, có thể hô mưa gọi gió trước mặt nô tài chứ? Gia sản khổng lồ của Từ Vạn Điền tôi sẽ lần lượt đem bán để cho chị em cô gọi là bù đắp. Thật ra hai người có thể lén lút nhìn nhận, người khác không thể nào biết được hai người mang thân phận người Hán. Đó chính là cốt nhục trong bụng muội. Nhĩ Thuần, trên đời này không có cha mẹ vô tâm, không lẽ muội muốn là một người mẹ không có trước sau, để sau này hài nhi của muội khôn lớn chê cười muội sao? Cô không muốn nhìn nhận, tại sao chứ? Bao nhiêu năm qua, trong thâm tâm Nhĩ Thuần chỉ có một mình Từ Công Công. Nếu bây giờ nhìn nhận nó, tức là gián tiếp vạch trần bộ mặt thật của Từ Công Công. Hiếu thảo 10 năm, hầu hạ 10 năm, đến cuối cùng thì ra là một trò lừa xấu xa trong đời. Bà cho rằng Nhĩ Thuần chịu được sao?
Nhưng mà hai chị em cô nhìn nhận, đối với Nhĩ Thuần mà nói là một tin mừng nhất đời. Đại nương, tôi không ngại nói thật với bà, Phúc Nhã bị bệnh bấy lâu tôi cũng không biết, tôi còn bao nhiêu thời gian ở bên cạnh Nhĩ Thuần nữa chứ. Căn bệnh của Phúc Nhã có thể kéo dài đến hôm nay đã là ơn tứ của lão thiên gia rồi. Lẽ nào đại nương muốn trông thấy Nhĩ Thuần phải chịu đựng sự hành hạ khi mất người thân hết lần này đến lần khác sao? Dù sao trong mắt của nó, chị ruột của nó cũng đã chết rồi, chúng ta cũng không nên khơi lại vết thương của nó nữa. Nếu không nhờ Liễu đại nương nói, tôi cũng không ngờ thì ra từ đầu đại nhân đã biết quan hệ giữa tôi và Nhĩ Thuần. Hôm đó Hạ Quan không phải cố tình che giấu, xin quý nhân tha thứ. Tôi cũng hiểu, cho dù bây giờ tôi biết được sự thật, tôi cũng không dự định nhìn nhận lại Nhĩ Thuần. Bởi vì điều tôi bận tâm trong lòng cũng chính là mối lo hôm đó của đại nhân. Đại nhân che giấu đến hôm nay cũng vì lo cho chị em chúng tôi, lý do nào tôi trách ông chứ? Nhưng mà quý nhân, người dự định tiếp tục che giấu Thuần quý nhân đến chừng nào? Nếu chỉ vì thu ngắn khoảng cách của chị em chúng tôi, buộc Nhĩ Thuần biết rằng 10 năm qua nó đã uổng công, tôi cảm thấy không đáng chút nào. Dù sao từ lâu hai chúng tôi đã gọi nhau là chị em rồi, cuối cùng có phải quan hệ huyết thống hay không, nói ra hay không cũng không có gì khác biệt. Thuần quý nhân có tỉ tỉ như vậy quả thật là phước của cô. Lâu nay chị em chúng tôi được đại nhân quan tâm mới là phước của chúng tôi. Đại nhân, tôi tin rằng cây trâm này là do hôm qua quý nhân để lại, phiền ông trả lại cho cổ chúng tôi. Hôm nay kiểu tóc của hoàng hậu nương nương thật sự độc đáo lắm, thanh cao thoát tục, quả thật làm người ta cảm giác không nỡ rời mắt. Cũng nhờ tiểu lộc tử càng lúc càng được lòng ta, biết kiểu tóc nào hợp với bổn cung thôi. Nương nương là chủ nhân lục cung, mọi người trong cung cũng nên dốc hết sức lực giúp nương nương an tâm. Gần nay bụi nghe nói sức khỏe của Thuần quý nhân không được tốt, miếng ngọc này có tác dụng ổn định tinh thần, cho nên hôm nay An Xuyến có ý muốn làm phiền nương nương tặng miếng ngọc này cho Thuần quý nhân, để cổ có thể an thai định thần. An Xuyến thật bất cẩn quá, tay chân vụng về. Chỉ là một miếng ngọc thôi, An Xuyến không cần tự trách mình quá. Tuy miếng ngọc không bị bể, nhưng dù sao cũng không được may mắn lắm. Muội không cần lo lắng, bổn cung đã căn dặn Tôn Thanh Hoa đại nhân chăm sóc Nhĩ Thuần cẩn thận. Ta cũng biết bấy lâu sức khỏe của Nhĩ Thuần không được tốt. Tóm lại, thuận theo tự nhiên, mọi chuyện đều do ý trời. Chuyện miếng ngọc bị rớt, An Xuyến cũng không cần chấp nhất quá. Cho dù hoàng hậu không quan tâm chuyện miếng ngọc an thai bị rớt, nên suy đoán bà ta không hề thật lòng với thai của Thuần quý nhân, cũng có chỉ thể nói là lễ thường tình. Dù sao cũng là hù một chồng, khó tránh sự ganh tị. Hôm nay muội mạo hiểm bao qua nhiều chuyện trước mặt của hoàng hậu, thật ra muội được cái gì? Tiểu lục tử, huynh có từng nghe trong cung có một tin đồn không? Phàm là phi tần chủ nhân trong cung mang long thai đều bị độc hại vô cớ, thai chết trong bụng không? Thật ra tin đồn này bắt đầu từ hồi nào? Là sau khi Như Phi được thế. Sai, muội nói là trước khi Như Phi được thế. Ý muội nói kẻ bấy lâu sát hại long thai lại là hoàng hậu? Lời đồn cũng có thể là sự thật, nhưng muội chỉ biết chúng ta đang cần một cơ may.
một cơ hội tốt nhất để nắm giữ bằng chứng của hoàng hậu. Đương nhiên phải hy vọng như vậy, nhưng mọi chuyện đều do suy đoán. Huynh nghĩ muội đừng nên trông mong quá. Muội biết, nhưng muội nhớ hôm đó Như Phi nương nương từng nói với muội một câu, muội cảm thấy bà ta nói rất đúng. Bà ta nói trong thiên hạ người duy nhất có thể giết hại hoàng hậu chỉ có một mình hoàng thượng, và hoàng thượng muốn xử tội hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ này ắt phải có lý do. Tự nhiên sao bệnh của tiểu quách cách lại tái diễn vậy? Tôn Thanh Hoa đại nhân không đến xem sao? Nô tài thấy Tôn đại nhân nửa đêm nửa hôm lén lút đến gặp vài lần thôi, còn ban ngày thì ổng triệu Trương đại nhân đến đút thuốc và bắt mạch cho tiểu quách cách. Ngươi cũng kỳ, đã biết chuyện không bình thường rồi, lẽ ra ngươi phải báo ta trước chứ không phải đi bẩm báo với Nhân viên nương nương. Nương nương vừa mới hồi phục sức khỏe, hà tất còn làm người lo lắng. Để lỗi của nô tài, hôm qua nô tài quét dọn ở phòng ngự trà, nào ngờ thấy Đông Mai cho nên nói vài câu với cổ, vừa quay lưng cổ liền nói với nương nương, nên nương nương triệu nô tài đến hỏi rõ. Suy cho cùng nô tài chỉ lo cho tiểu cách cắt thôi à. Hiện giờ nương nương có ở cung Vĩnh Thọ không? Chính vì người không ở cung Vĩnh Thọ mới chết. Là làm đại khấu, chỉ cần biết là theo căn dặn, có sữa cho nó bú, có thuốc cho nó uống. Hỏi chúng là kinh động tới nương nương, thỉnh chỉ gọi đại phu. Phải tùy ngạn nương ruột của tiểu cách cách đến ngày hôm nay còn địa vị gì ở trong cung mới được chứ. Người to gan lắm. Sao tiểu khách khách nóng như vậy chứ? Mọi người không cho nó uống thuốc sao? Tôn Thịnh Hoa đâu? Ông ta đâu? Chưa được hoàng hậu nương nương phê chuẩn, mọi người trong Đông Tây Lục Cung đều không được tùy tiện xông vào phòng của A-ca. Có lẽ nương nương cũng biết rõ quy định của lão tổ tiên chứ. Sao tay của tiểu khách khách có nhiều đốm đỏ vậy? Dù thế nào tiểu khách khách cũng là Long Nhi, các người dám cả gan làm tổn hại huyết mạch của hoàng tộc, người có bao nhiêu thuộc cấp có thể rơi được chứ? Nếu như phi nương nương không chịu rời khỏi đây, đừng trách bổn công công bẩm báo với hoàng hậu nương nương đó. Ngươi nghĩ bổn công sợ bà ta sao? Như phi nương nương, nói nhiều ác hại, hà tất chịu thiệt như vậy chứ? Tôn Thanh Hoa xuất ngôn phản ngữ, dựa dẫm hoàng hậu, bất chấp an nguy tính mạng của tiểu khách khách ta, kẻ chịu thiệt phải là đám cẩu nô tài mới đúng. Bà đã gọi là nô tài thì chỉ làm việc theo chủ nhân thôi, cứ tiếp tục dây dưa cũng không ích lợi gì. Ông nói rất đúng, thực tế bổn công không cần nhiều lời với đám cẩu nô tài này. Đừng mà, nương nương. Ông yên tâm, đến ngày hôm nay bổn cung dám đi tìm con người này thì phải biết rõ bản thân còn tư cách sao quay trước mặt bà ta hay không. Hoàng hậu nương nương khắc tường, hôm nay ngọn gió nào thổi vậy? Không ngờ lại gặp muội muội ở cung Trữ Tú. Hôm nay Như Nguyệt đến là có một chuyện muốn khẩn cầu hoàng hậu nương nương. Chúng ta là tỷ muội với nhau, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, có cần dùng chữ khẩn cầu không? Như Nguyệt muốn xin nương nương hạ chỉ kêu Tôn Thanh Hoa tiếp tục chữa cho tiểu khách khách. Bệnh của tiểu khách khách lại tái phát nữa sao? Xin nương nương niệm tình, tiểu khách khách là một hài nhi chưa đầy nửa tuổi, có thể ngoại lệ khai ân bố thí nhân đức. Muội nói vậy tức là luôn cả một đứa bé bổn cung cũng làm khó, không có nhân đức chứ gì. Coi như Như Nguyệt vô tri, ăn nói đụng chạm, xin hoàng hậu hạ chỉ chữa cho nó. A-ca và cách cách ở phòng A-ca có nô tài trong cung chăm sóc, nếu như bị bệnh tự động sẽ cho người chữa trị. Muội quy an đi. Nương nương, muội chưa được bổn cung truyền triệu đã xông vào cung Trữ Tú, muội nên tự biết thỏa mãn. Mau lui ra đi. Cách cách không phải là A-ca gì, hoàng hậu cũng có thể đối xử bất nhân. Nên nhớ phi tần trong cung vô số, hoàng thượng ắt có cơ hội sinh thêm nhiều tiểu A-ca. Thử hỏi hoàng hậu có thể hại được bao nhiêu đứa, có thể hại được bao lâu chứ? Tôi kìa, chuyện qua cách cách Như Nguyệt sẽ không bỏ qua như vậy. Đã là thân mẫu của nó thì dù thế nào cũng phải bảo vệ mạng của nó. Được, bắt đầu từ hôm nay bổn cung sẽ thêm một ý chỉ, nếu cô bước vào phòng A-ca nửa bước, để coi cô có bản lĩnh nào bảo vệ tiểu cách cách của cô đây. Chuyện không là nhân nhờ, tài hạ thật sự là không được. Hạ quan cũng hiểu, hoàng thượng và các đại thần bàn bạc chắc chắn là chuyện rất quan trọng, nhưng chuyện của hạ quan cũng liên quan đến nhân mạng. Phiền ông thông truyền giùm tôi, làm ơn. Xin lỗi không đại nhân, quả thật tại hạ không làm được. Các người muốn gì chứ? Các người nhận lễ bổn cung ít lắm sao? Bây giờ dám cả gan ngăn cản bổn cung. Đừng đừng, bổn cung có chuyện cần diện thánh, nếu có sai sót gì ai trong các người gánh nổi chứ? Nương nương, ngay cả bổn cung cũng không cho vào, dựa vào ông. Bây giờ Thiên Lý giáo đang nổi loạn nên hoàng thượng không có thời gian gặp chúng ta, hay là người về cung trước đợi tin của nô tài.
Đợi, tiểu khách khách không còn thời gian để đợi nữa. Nếu bản thân của nương nương hiểu được đạo lý này thì hay quá. Tên cậu quan lăng băm này còn dám xuất hiện trước mặt bổn cung sao? Nếu nương nương có thời gian trách hạ thần, sao không dành thời gian này ở bên tiểu cách cách kia? Có những lời từ đầu hạ thần đã nói rồi, hạ thần không trách nương nương bỏ ngoài tai, bởi vì hạ thần hiểu rõ nương nương là một người bé, dù sao cũng biết ở đoạn đường của tiểu cách cách rất là gian nan, và chắc hẳn sẽ không muốn bỏ qua một cơ hội nào. Cho nên bấy lâu nay thần cũng không bỏ cuộc châm cứu đốt ngải tất cả những chuyện trước đây thần cho Bạch Dương làm. Hôm nay thần đều lần lượt thử hết. Trong toàn bộ sự việc này, hoàng hậu không hề xen vào, hoàng hậu chỉ là ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ như vậy thôi. Tôn đại nhân, coi như tôi xin ông, ông có thể tìm cách nào khác không? Cái gọi là tiên thiên bất túc vốn dĩ là do số mệnh, thần cũng tin. Nương nương cũng vì chuyện miễn cưỡng xin thiếu tháng hôm đó đã cảm thấy ăn năn hối lỗi. Hôm nay duyên đến duyên tận, không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Bây giờ còn lại một chút thời gian, cuối xin nương nương cùng với tiểu cách cách đi luôn đoạn đường cuối cùng này. Sao tất cả mọi người quay lại vậy? Phải thì sao? Cho dù có chuyện Khổng Võ này sẽ gánh chịu hết. Khổng đại nhân, quy định do lão tổ tiên định ra, tất cả các người đều không coi ra gì hay sao? Quy định được đặt ra cho con người, Uông Công Công cố chấp như vậy, e rằng là tự mình chuốc thêm phiền phức thôi. Muốn lập công không cần nhanh nhẹn như vậy. Tôi chuốc phiền phức hả? Hoàng hậu nương nương căn dặn tôi đến đây triệu đại nhân vào cung, tôi mới tới đây tìm thôi. Được, bổn hoàng sẽ đi với Công Công. Còn bọn họ? Chuyện này ta sẽ giải thích với hoàng hậu. Mời. Ở đây làm phiền Khổng đại nhân. Nương nương, người mệt lắm rồi, hay là đặt tiểu cách cách xuống lên giường nghỉ ngơi một lát đi. Sao lạnh vậy? Tiểu cách cách ta. Ông muốn làm gì? Tiểu cách cách vẫn còn sống, chỉ cần gặp hoàng thượng, tiểu cách cách sẽ không chết đâu. Nương nương, mở cửa, mở cửa. Nương nương, ngài bảo vệ mạng sống cho cách cách, con xin ngài lấy mạng của con đi đi, ngài cho tiểu cách cách của con có thể hoàng dương làm người đi, con xin ngài, ngài lấy mạng của con đi đi, ngài lấy mạng của con đi đi. Thần cầu kiến hoàng hậu nương nương. Tôn đại nhân có biết bổn cung gấp rút triệu kiến là vì lý do gì không? Cúi mong nương nương nói rõ. Tôn đại nhân bình thân đi. Tạ ơn nương nương. Gần đây tâm trạng bổn cung buồn bực, rất muốn tôn đại nhân đêm nay đích thân sắc một thang thuốc giùm bổn cung, mang đến cung thừa càng.
ông không đồng ý sao? Nếu như phụng thể của nương nương bất an, hạ thần nhất định có trách nhiệm giải ưu trị bệnh cho nương nương. Có điều hạ thần cho rằng tâm bệnh này của nương nương thường xuyên tái phát, lúc nào cũng không thể kiềm chế bị người ta đe dọa. Dùng thuốc chỉ chữa được một lúc, chứ không phải là một cách chữa trị hữu hiệu. Chỉ khi làm thiện tích đức mới có thể giải quyết mọi chuyện. Dù sao sinh linh cũng lầm than, tích lại chỉ là nghiệp. Hôm nay người ta chịu tội, e rằng mai sau nương nương bị quả báo. To gan, khen cho một tôn thanh quan, người càng già càng tỏ ra không sợ chết. Được, chúng ta là chỗ tri giao, nếu ông không đồng ý, bổn cung cũng không muốn ép buộc. Ngự y trong cung vô số, ắt phải có một người chịu chia sẻ với bổn cung. Nhưng bổn cung nhắc nhở ông, Tôn Bạch Dương và ông đều là ngự y chẩn bệnh cho Nhĩ Thuần. Long thai của Thuần quý nhân có bề gì chỉ là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó không có bổn cung che chở cho ông, hễ hoàng thượng giáng tội xuống, e rằng ông và con ông khó toàn mạng rút lui. Xem ra hoàng hậu đã không kiềm chế được. Đích thực Tôn Thanh Hoa và U Phúc Thọ đã trở mặt với nhau, nhưng hoàng hậu có hành động hay không, hay là để huynh đi dò la thử rồi mới định đoạt vẫn chưa muộn. Nếu đợi chỉ sợ ngoài việc không giữ được thai của Thuần quý nhân mà còn bỏ thêm một cơ hội tốt. Huynh mới đi bới tóc cho hoàng hậu, nếu bà ta thật sự cảm thấy không yên, cần Tôn đại nhân chẩn bệnh, không lý nào huynh lại không thấy. Tin muội đi Tiểu Lộc Tử, muội dám quả quyết nói một câu, trong vòng hôm nay nhất định hoàng hậu sẽ có hành động. Huynh nghĩ trước khi chưa điều tra rõ chuyện này, không nên hành động nông nổi, chỉ bằng... Huynh yên tâm đi, muội đã đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Nếu ông trời thật sự có mắt, thì chắc chắn là trời ban cơ hội này cho muội. Nặng quá. Nương nương, về cung Vĩnh Thọ. Nương nương, người cảm thấy ấm hơn chưa? Nương, lát nữa hãy thấy nương nương không có gì, tôi sẽ đến phòng A-ca kêu người đi báo với hoàng thượng chuyện này. Còn cô ở lại đây cố gắng chăm sóc nương nương, đừng để người đi đâu hết. Dạ, nô tỳ biết rồi. Không dạ. Nương nương, lấy lại sữa đến đây. Nương nương lấy lọ sữa này, bổn cung vẫn cảm thấy lạnh, ra ngoài lấy thêm vài khăn vào đây. Dạ nương nương. Như phi nương nương là công đức. Sao bên ngoài ồn vậy? Hồi bẩm hoàng thượng, Như phi nương nương ở ngoài cầu kiến. Làm gì? Tất cả mọi người tránh ra. Nương. Hôm nay Như phi nương nương có đến cầu kiến sao? Như phi nương nương ẩm tiểu cách cách nói là nếu không gặp hoàng thượng thì sẽ quỳ mãi ngựa thư phòng. Thôi được. Bổn ra. Dạ. Tuy Như phi nương nương. Các khanh cũng lui ra đi. Dạ. Thần thiếp khấu khí hoàng thượng. Không cần đa lễ. Tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng, xin người hãy cứu tiểu khách khách. Bằng mọi giá người cũng phải cứu tiểu khách khách. Tiểu khách khách có chuyện gì vậy? Tối qua thần thiếp thấy tuyết rơi dày quá, lo cho tiểu khách khách sẽ có chuyện, cho nên đến phòng A-ca xem thử. Nào ngờ cả đêm qua nó không có dậy, lại còn ho dữ lắm. Sau khi ho xong nó lại ngủ nữa. Thần thiếp sợ lắm. Thần thiếp biết xưa nay sức khỏe của tiểu khách khách không tốt. Hoàng thượng mau cứu nó đi, người lập tức truyền tông đại nhân vào cung. Hoàng thượng chỉ cần tiểu khách khách không sao, thần thiếp chịu đựng thế nào cũng không sao. Hoàng thượng. Như phi, khách khách đã tắt thở, chết rồi. Khách khách chết rồi? Không thể nào. Lúc nãy thiếp ẩm nó đến đây, thiếp còn nghe tiếng thở của nó mà.
Tối qua nó ho dữ lắm, nó ho đến khan cả tiếng mà. Nè, người sợ đi, Cách Cách còn ấm lắm, tay của Cách Cách vẫn còn ấm lắm mà, người sợ đi. Lẽ nào có chuyện gì, lẽ nào nó không sao đâu mà, người mau cứu nó đi. Cách Cách nó chết thật rồi, tim của nó không còn đập nữa. Tim Cách Cách không chết đâu, tim Cách Cách không chết đâu, nó vẫn chưa gọi thiếp một tiếng mẹ mà, nó không thể chết được, nó còn chưa biết nói mà. Tim Cách Cách của thiếp không thể nào chết đâu, không chết đâu, không đâu. Tiếng cách cách của thiếp không sao, nó không sao. Tiếng cách cách không sao đâu, không, không sao đâu. Cách Cách chết thật rồi. Cái gì? Hoàng thượng thấy Tiểu Cách Cách chết đã khóc lóc thảm thiết sao? Dạ phải nương nương, cho nên Hồng Công Câu đã truyền lời là hôm nay hoàng thượng không có tâm trí đến đây dùng thiện với nương nương. Nương nương, chung trà nguội rồi, hay là đổi chung khác đi. Đúng mày. Dạ. Thật ra có đổi chung trà khác hay không cũng không quan trọng. Bây giờ bổn cung có ăn gì uống gì cũng không có cảm giác. Có khi nào ông khinh thường bổn cung không? Sao người hỏi vậy? Tiểu Cách Cách mất chưa đầy một ngày, thân là ngạc nương đã có thể bình tĩnh đứng trước mặt hoàng thượng mượn Tiểu Cách Cách diễn màn kịch này. Nương nương có lý do của người. Đương nhiên là ta có lý do. Muốn hoàng thượng ghi nhớ nỗi đau mất con của Như Phi này, nhất định phải làm cho hoàng thượng có ấn tượng sâu đậm, cảm động với ta. Muốn hoàng thượng ứa gan nát tim, không ngoài chuyện chính mắt người chứng kiến thời khắc trước khi nhắm mắt của Tiểu Khách Khách. Chỉ khi chính tay người sợ thấy hơi ấm sau khi chết của Tiểu Khách Khách, người mới mãi mãi ghi nhớ cảnh này, mãi mãi ghi nhớ từng có Cách Cách chết trong tay người, mãi mãi ghi nhớ người nợ nụ cô lộc như nguyệt này. Nương nương, nương nương, ngựa giá của hoàng thượng đang tiến về cung Vĩnh Thọ. Không võ xin phép cáo lui. Như Phi nương nương cát tường, muội muội đến thỉnh an nương nương. Miễn lễ. Tạ ơn nương nương. Cung Vĩnh Thọ lạnh tanh bấy lâu, quả thật lâu rồi không được náo nhiệt như vậy. Tiểu Cách Cách không may chết yểu, chúng muội muội cũng vì chuyện này ăn ngủ không yên. Chúng muội biết tâm trạng hiện giờ của nương nương, cho nên đến thăm hỏi. Chỉ cần có thể giúp khúc mắc trong lòng của nương nương được giải tỏa, chúng muội nhất định sẵn sàng đợi lệnh. Những lời nói trước sau bất nhất và được tỉa gọt tinh tế, quả thật lâu rồi, lâu rồi bổn cung không được nghe. Chúng muội thực sự một lòng một dạ đến thăm hỏi nương nương, cuối mong nương nương minh xét. Thật ra các người đến đây vì Tiểu Cách Cách, hay là vì hôm trước hoàng thượng đến cung Vĩnh Thọ nán lại 2 ngày 2 đêm vậy? Làm các người ngộ ra là thời thế thay đổi nên mới ghé qua. Trong lòng bổn cung hiểu rõ lắm. Nương nương, chúng muội thực được sự rồi. Là chân tình hay giả ý, thực tế không bao giờ bổn cung chấp nhất. Tóm lại các người biết kiêng nể bổn cung là đủ lắm rồi, bổn cung cũng không làm các người khó xử. Bổn cung tự có cách làm cho các người hiểu. Mai này trước mặt hoàng hậu, thật ra các người sẽ phải sợ ai trong bọn ta hơn? Đôi tài khéo léo của tiểu lộc tử ngươi thật sự làm bổn cung vui mừng hơn cả 100.000 lời nói. Đa tạ nương nương khen ngợi. Được bới tóc cho nương nương là phần phước tu mấy kiếp của tiểu lộc tử. Ta tưởng đâu ngươi chỉ khéo tay thôi, không ngờ miệng lưỡi cũng biết cách lấy lòng lắm. Nương nương không sao chứ? Không hiểu tại sao gần đây đầu của ta cứ luôn đau buốt.
đêm nào cũng chật nhất. Xem ra bổn cung phải truyền tôn đại nhân đến chẩn trị cho ta. Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Hàng ngày hoàng hậu lo tâm về chuyện hậu cung, tâm trạng buồn bực, đương nhiên là ngủ không ngon. Hoàng hậu nương nương, Nghi phi nương nương cầu kiến. Xem ra hôm nay tinh thần của muội muội tốt lắm. Tốt hay không tốt cũng phải đến thỉnh an hoàng hậu nương nương chứ. Đây là lễ nghi ở trong cung, trừ khi nương nương nói là từ nay không muốn gặp mặt Như Nguyệt nữa thì đương nhiên Như Nguyệt sẽ không đến làm phiền người nữa. Lẽ nào ta không muốn gặp muội? Nhưng bổn cung chỉ sợ muội muội bị xúc động vì cái chết của Tiểu Cách Cách nên không đủ bình tĩnh. Xem ra bổn cung đã xem thường khả năng của muội muội thì đúng hơn. Bây giờ nương nương thấy Như Nguyệt còn có thể đứng ở đây, liệu vui vẻ hay là thất vọng vậy? Là an ủi. An ủi? Đương nhiên. Có thể thấy muội muội nắm bắt cơ hội. Ngày trước tìm đủ mọi cách thúc sinh Long Nhi, đáng tiếc chỉ là một Tiểu Cách Cách. Nhưng muội vẫn có thể ba lần bốn lượt lấy danh nghĩa của Tiểu Cách Cách để chiếm lấy tình cảm của hoàng thượng. Hôm nay Tiểu Cách Cách không may cũng nằm trong tính toán của muội muội, chiếm được sự đồng cảm của hoàng thượng, cá chép sống lại. Mọi chuyện đều được như ý của muội muội rồi, không đáng để gọi là an ủi sao? Nếu ngay cả chuyện giặc của Như Nguyệt cũng có thể làm cho hoàng hậu nương nương cảm thấy an ủi thì quả thật là phúc của Như Nguyệt. Đáng tiếc thấy trên đầu nương nương tóc bạc hoa râm, chỉ sợ nương nương phải vì long thai của Thuần Quý Nhân và Hoa Quý Nhân còn phải lo lắng một thời gian dài. Như Nguyệt thật sự không có bản lĩnh đó, có thể chia sẻ khúc mắc của nương nương và thật sự thấy mệt cho nương nương. Những gì cần nói Như Nguyệt đã nói xong, xin phép cáo luôn. Bổn cung muốn coi cuối cùng hai chúng ta ai đau xót đến tóc bạc đầy đầu. Đứng lại cho bổn cung. Dạ, Như Phi nương nương cát tường. Ngươi còn biết thỉnh an bổn cung sao? Ta tưởng đâu trong mắt của Uông Công Công không còn người nào như Như Phi nương nương này nữa chứ. Nô tài không dám, cho dù lá gan của nô tài lớn cỡ nào cũng không dám đại nghịch bất đạo. Ngươi mà không dám? Thật ra nô tài cũng thường xuyên mong nhớ nương nương, cũng như hôm đó nương nương ghé thăm Tiểu Cách Cách vậy. Thật ra trong lòng nô tài cũng biết, nhưng nô tài cũng như Khổng Thị Vệ vậy, vì nương nương nên không khai báo chuyện này với ai hết. Tấm lòng này hy vọng nương nương xem xét. Nhảm nhí! Không lẽ ngươi còn muốn bổn cung báo đáp trả ơn Uông Phúc Thọ ngươi sao? Nô tài không có ý như vậy. Nô tài không có ý như vậy. Dựa dẫm quyền thế, buông lời nịnh bợ. Dù là thái giám cũng được, thị vệ cũng được, chỉ cần thấy gió đổi hướng nào, tự động đầu của các ngươi sẽ nghiêng về hướng đó. Trời sinh một bộ mặt nô tài. Ngươi đừng nghĩ ngày trước có ân huệ nhỏ nhoi gì thì hôm nay có thể kêu bổn cung trả ơn gì. Nô tài đúng là nô tài, ngươi đừng hòng. Nương nương cát tường. Miễn lễ. Hạ quan còn có yếu vụ phải lo, phải đến phủ nội vụ cáo từ. Nương nương, Khổng đại nhân ta ấy. Nương nương cát tường. Đại nhân không cần đa lễ, phiền đại nhân bận rộn đến đây cực thân ông. Nương nương khách sáo quá. Do gần đây các nơi xuất hiện nổi loạn của Thiên Lý giáo, các huyện các tỉnh đều gấp rút vào kinh. Hoàng thượng lo dân lo nước, không quản ngày đêm phê sớ. Ngựa điện dưỡng tâm đông hơn, công việc tuần tra của thần cũng tăng thêm phần nào. Nhưng so với hoàng thượng, thật sự một trời một vực. Bỗng không thấy gần đây đại nhân ít qua lại cung Vĩnh Thọ, tưởng đâu đại nhân bận rộn thật chứ. Hạ quan thấy nương nương mệt mỏi cho nên không dám đến quấy nhiễu. Gió lớn lắm rồi, hai người cùng đi theo tôi lấy lò sưởi cho nương nương sưởi ấm. Nương nương, Tiểu Linh Tử đi sớm về sớm. Dám hỏi đại nhân một câu, có phải sáng nay đại nhân vì nghe bổn cung nói những lời lẽ đó đối với Uông Phúc Thọ cho nên ấp ức trong lòng không? Đích thực nương nương hiểu lầm rồi. Xung quanh không còn người,
ông vẫn đối với bổn cung như vậy à? Còn gọi là hiểu lầm sao? Đúng vậy. Trước sau mọi người, bổn cung cũng phải khôi phục thân phận cao cao tại thượng của Như Phi nương nương. Nhưng đoạn đường ông cùng bổn cung vượt qua, bổn cung nhớ rất rõ. Bổn cung cũng không bao giờ coi ông là một nô tài. Cho dù hôm nay lấy lại uy thế, cũng không có gì khác biệt. Cho nên ông không cần phải đề phòng bổn cung như vậy. Không rõ, không bao giờ đề phòng nương nương. Không mà. Không. Nương nương đối xử người khác thế nào, không rõ không quyền xen vào. Nhưng tình bạn nương nương dành cho thần, không rõ biết rất rõ và không bao giờ nghi ngờ. Có điều là ngày trước bên cạnh nương nương ít tai mắt, làm bạn với người thoải mái hơn. Nhưng hôm nay nương nương có hành động cử chỉ gì cũng biến thành lời đàm tiếu của người khác. Để tránh sinh thêm thị phi, không rõ biết phải tự kiềm chế. Quả đúng là thế sự có được có mất. Sao vậy? Người bạn này của nương nương bấy lâu luôn ở bên người mà. Mừng cho đại nhân nói như vậy. Người bạn này phải cùng bổn cung làm một chuyện. Nương nương đừng sợ, có Khổng Võ đi với người sẽ không sao đâu. Thất đầu của tiểu khách khách, bậc làm mẹ lẽ nào lại sợ chứ. Xưa nay Tử Cấm Thành là nơi đầy dãy ma quỷ, chưa bao giờ bổn cung sợ. Bởi vì từ bấy lâu nay, bổn cung chỉ tự nhờ bản thân, không phải nhờ bọn họ. Lúc trước là vậy, bây giờ cũng không thay đổi. Có điều là ta sợ một kẻ xưa nay không hề có ý phục tùng ma quỷ này, không có bản lĩnh gọi hồn cho tiểu khách khách, cho nên mới nghĩ đến nhờ đại nhân đồng hành làm thay. E rằng tiểu khách khách đã về miền cực lạc, không cần nương nương bận tâm. Nếu nó còn ở đây, kẻ làm mẹ này thật sự rất muốn nghe lại tiếng của nó. Từ khi tiểu khách khách chào đời, ngoại trừ cung Vĩnh Thọ, bấy lâu ở mãi trong phòng A Ca. Gia đình này chưa bao giờ nó có cơ hội đi một vòng vui vẻ. Nếu là như vậy thì để Khổng Võ hầu nương nương đưa tiểu khách khách đi dạo Tử Cấm Thành này một lần. Tôn đại nhân, ông đến đúng lúc lắm. Lại có chuyện gấp à? Đúng là có chuyện gấp đó, nhưng mà vẫn chưa thỉnh chỉ hoàng hậu nương nương. Chỉ Lan ở cung thừa càng lén lúc đến tìm tiểu nhân, nói là hoàng quý nhân muốn mời đại nhân đến bắt mạch. Cổ còn thưởng cho tiểu nhân một bao đỏ nữa, tiểu nhân không biết cũng có nên lấy hay không. Ừ. Chủ nhân, Tôn đại nhân đã đến. Ừ. Làm phiền. Hoàng quý nhân cắt từ. Làm phiền đại nhân. Bấy lâu huynh rất muốn đến gặp muội. Muội sao rồi? Sau khi đại nhân bắt bạch cho Ngọc Dinh, sẽ biết Ngọc Dinh thế nào ngay. Sao hả? Sau khi đại nhân nghe mạch xong, không biết Ngọc Dinh bị bệnh gì vậy? Mạch của quý nhân là hỷ mạch. Vậy thì hay lắm. Hay. Đương nhiên rồi, có thể mang long thai cho hoàng thượng chẳng phải là một việc đáng vui sao? Long thai? Quý nhân, nguồn gốc của thai này chúng ta biết rõ hơn ai hết. Xét thời gian, tuyệt đối không phải là huyết mạch của hoàng thượng.
Đương nhiên tôi và ông biết rõ chuyện này, nhưng ngoài trừ chuyện này còn ai biết chứ. Tại sao muốn làm vậy? Tại sao? Đâu phải đại nhân không biết hoàn cảnh hiện giờ của Ngọc Dinh? Cấm túc ở trong cung Thừa Càn, ngoài mặt thì nói là một tháng, nhưng chỉ cần hoàng thượng chưa đổi kim khẩu, tháng qua tháng, năm qua năm, tương lai của Ngọc Dinh chỉ là cô hình lẻ bóng. Trừ khi Ngọc Dinh có thể mang long thai, như vậy Ngọc Dinh mới có cơ hội thoát khỏi cảnh này, mới có tư cách tiếp tục đấu với tiểu tiện tỳ Nhĩ Thuần chứ. Muội đang hỏi muội, tại sao muội gạt huynh? Nếu phải nói là gạt thì chỉ bằng nói như ý của đại nhân muốn thôi. Như ý của tôi? Từ trước đến giờ đại nhân luôn lo lắng cho bổn cung. Từ trước đến giờ đại nhân cũng hiểu rất rõ giữa hai chúng ta sẽ không có kết quả tốt. Đứng trước mặt một người mình yêu, muốn yêu lại không thể yêu, khoanh tay đứng nhìn gỗ ở trong thâm cung vua quốc đến già, trong lòng ông sẽ cảm thấy vui hơn sao? Bây giờ Ngọc Dinh tìm được một lối thoát, đại nhân đã lỡ tận lực, bây giờ góp thêm một chút tâm ý, sửa đổi vài chữ trong mạch án, giúp Ngọc Dinh toại nguyện, Ngọc Dinh có kết quả tốt. Ông là bạn thân của tôi, nhất định phải mừng cho tôi chứ. Đại nhân là một người thông minh, người thông minh bị sai khiến chắc chắn sẽ cảm thấy ấm ức lắm. Chính vì đại nhân là một người thông minh, nhất định sẽ biết phân biệt nặng nhẹ. Nhưng nếu đại nhân không chịu nói dối giùm cho Ngọc Dinh, vậy thì chúng ta với lại chuyện đứa con trong bụng sẽ bị người ta vạch trần. Đại nhân có đành lòng hay không? Mọi chuyện đại nhân cứ quyết định đi. Chẳng chung nị đích phi sông yêu.